Tử vi thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 âm lịch ngày Tân Sửu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Xung ngày Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão xung tháng Canh Dần. Giáp dần thứ ba này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 16 tháng 8 năm 2022 lục hợp nâng đỡ rất nhiều cho vận trình ngày thứ ba này của người tuổi tí. Nhờ vậy, bản mệnh dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi mai sau. Thực thần phù trợ, người tuổi này còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo. Tránh đầu tư mù quáng. Thủy thổ xung khắc, con giáp này không nên quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ lỡ những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên gia đình, bạn sẽ nhận ra tiền bạc dù có nhiều cũng không thể đánh đổi hạnh phúc. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn. Thân, sửu. Hai, tuổi sửu ngày 16 tháng 8 năm 2022 thiên ấn mang tới cho người tuổi sửu sự sáng suốt và khôn khéo hơn trong các mối quan hệ. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành muốn giúp đỡ mình và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn lợi dụng bạn thu lợi cho bản thân, từ đó có cách ứng xử cho phù hợp. Chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, mệnh chủ hoàn toàn dễ dàng có cơ hội thăng tiến trong bất cứ lĩnh vực nào đã lựa chọn. Thổ khí vượng nhắc nhở con giáp này cần lưu ý sức khỏe. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi thiếu điều độ và không khoa học sẽ khiến gan, thận, dạ dày đều bị tổn thương, không chỉ mệt mỏi mà còn dẫn tới những bệnh nghiêm trọng. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tướng cà phê, vàng quý nhân phù trợ tỵ, dậu tý. Ba, tuổi dần ngày 16 tháng 8 năm 2022 được chính tài đưa đẩy, người tuổi dần cảm nhận rõ tài lộc đang lần lượt đổ về với mình. Ở thời điểm này, bạn đừng ngại những cơ hội đầu tư khi mà có nhiều điều kiện thuận lợi. Hãy tự tin vào năng lực và khả năng tính toán của mình, mọi thứ đều đang chỉ ra rằng bạn đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, cho dù tiền có dư dôi hơn so với trước nhưng bản mệnh cũng đừng vội tiêu pha hoang phí. Bạn nên để một phần để chi tiêu hàng ngày, phần khác để tiết kiệm. Đầu tư cho tương lai cũng như đề phòng những trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra. Thổ Mộc Sung khắc khiến cho tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Hai bạn quá bận rộn với công việc, khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui của riêng mình. Chính vì thế mà hai người dần xa nhau, không còn nói chuyện nhiều khiến các bạn kém phần thấu hiểu đối phương. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4 tuổi mão ngày 16 tháng 8 năm 2022 xem tử vi online, thiên tài xuất hiện báo tin vui tiền bạc cho người tuổi mão trong hôm nay. Cát tinh này soi sáng con đường tài lộc. Con giáp này nhờ thế mà có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình. Tuy không được nhiều nhặn gì nhưng cũng đến rất kịp thời, đủ để trang trải những lúc khó khăn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến cho người tuổi mão có nhiều nỗi buồn về tình cảm người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình. Lại thêm sự thúc giục từ gia đình và họ hàng khiến bạn áp lực và lo nghĩ rất nhiều. Có cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Người đã có đôi cũng chẳng hơn gì khi cảm thấy không được chia sẻ trong mối quan hệ hai người. Bản mệnh thấy thiệt thòi, tủi thân khi cô đơn trong chính cuộc tình đã từng nồng thắm. Không khí gia đình vì thế cũng nhạt nhẽo, trầm lắng. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi tuất. Nam, tuổi thìn ngày 16 tháng 8 năm 2022 sửu thìn tương phá có thể chính là nguyên nhân khiến người tuổi thìn dễ gặp phải nhiều trục trặc trong công việc. Điều nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải kẻo bạn sẽ chẳng thể nhìn nhận rõ vấn đề. Ngày này bạn cũng nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính. Tốt nhất không nên đưa ra quyết định vội vàng vào lúc này kẻo dễ dẫn đến sai lầm khiến tiền bạc đội nón ra đi. May mắn là ngày này sức khỏe ổn định, bản mệnh không cần quá lưu tâm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan. Bản mệnh vẫn nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày. Cơ thể khỏe mạnh thì mới có tinh thần để làm việc. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu, tý thân. 6 Tuổi tị ngày 16 tháng 8 năm 2022 nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ tam hợp nên người tuổi tị được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ nên công việc dễ thăng tiến. Chính quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn hỏa sinh thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp những mâu thuẫn trước đây được hóa giải hiểu nhầm được bỏ qua tình yêu có cơ hội thăng hoa vợ chồng thuận hòa gia đạo êm đẹp người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, cam quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 16 tháng 8 năm 2022 dưới tác động của cục diện tương hại, người tuổi ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất ổn, có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp nên hai bạn ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều nếu không sớm khắc phục tình trạng hiện tại rất có thể mối quan hệ của bạn sẽ đổ vỡ nhanh chóng vì có sự chen chân của kẻ thứ ba kẻ đó nắm đúng thời cơ chỉ cần đâm trọt một chút là tình cảm của hai bạn tan tành rất nhanh thiên quan còn đe dọa vận thế sự nghiệp của người tuổi này bạn làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, trở ngại bầy khắp trốn khiến bạn muốn gục ngã. Đủ thứ áp lực đè lên vai, bạn mỏi mệt và muốn buông bỏ. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. Tám, tuổi mùi ngày 16 tháng 8 năm 2022 ngày sửu mùi tương xung, đường tình duyên của người tuổi mùi khá bấp bênh. Đôi lửa yêu nhau nhưng cũng dằn vặt nhau không ít. Nhiều vấn đề xảy ra khi mà người ấy không chịu hiểu những lời giải thích của bạn, dần ra chính bạn cũng không có ý định tìm cách giải quyết. Chẳng những vậy, vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng kém thuận lợi mặc dù bản mệnh chăm chỉ làm việc nhưng kết quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến người khác đánh giá cả quá trình không tốt, bản mệnh nên đề phòng, tập trung cao độ. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong nhà bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần. Ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. chín Tuổi thân ngày 16 tháng 8 năm 2022 hung tinh kiếp tài cảnh báo về họa phá tài đang đến rất gần mà tuổi thân không thể coi thường bản mệnh có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ không thực tế khiến tài khoản hao hụt đi con số lớn đến lúc nhìn lại mới hối tiếc không thôi với người theo nghiệp kinh doanh mệnh chủ nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của người bên cạnh bởi có thể bạn sẽ bị lừa gạt tiền bạc đó cần phải kiểm soát những nhu cầu của mình chớ tham cái lợi trước mắt Thổ sinh kim nên bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để bạn nỗ lực nhiều hơn nữa. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ, thìn tí tị. Mười tuổi dậu ngày 16 tháng 8 năm 2022 tử vi 12 con giáp miễn phí người tuổi dậu được tam hợp cục che trở nên vận trình thuận lợi, hành thông, làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ. Nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên nhé. Tỷ kiên cho thấy, người tuổi này dù thông minh, dũng cảm, có trí tiến thủ nhưng lại không mấy hòa thuận với đồng nghiệp và cấp dưới bản mệnh dễ rơi vào cảnh cô độc phải chiến đấu một mình khi vấp phải khó khăn thổ sinh kim người tuổi này nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với các đối tượng khác giới chỉ cần chịu cởi mở hơn bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình nhớ đừng khắt khe với mọi người quá nhé Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. Mười một, tuổi tuất ngày 16 tháng 8 năm 2022 trong ngày này, người tuổi tuất được chính ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý thậm chí là sáng tạo cho mỗi công việc mình đang phụ trách nhờ có những sáng kiến của con giáp này mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ mệnh chủ có thể yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu bạn vẫn giữ vững đàn này thổ khí đương vượng người tuổi tuất cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn trong thứ ba này bản mệnh có thể sẽ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa cần chú ý việc ăn uống trong ngày giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường nâu cà phê quý nhân phù trợ ngọ mão dần 12 tuổi hợi ngày 16 tháng 8 năm 2022 cục diện tam hội giúp tăng cơ hội gặp quý nhân của người tuổi hợi trong hôm nay. Công việc của bạn đang có những bước tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy bạn có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý. Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng thương quan khuyên bạn nên khiêm tốn. Học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để bắt chẹt bạn trong tương lai. Ngũ hành xung khắc có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con giáp này. Mệnh chủ nên biết tiết chế cảm xúc kiềm chế những cảm xúc tiêu cực tránh nóng nảy bực bội trong người. Dễ khiến cho sức khỏe bị tác động xấu lại ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với người thân. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.